Thưa quý vị, để góp phần nâng cao đời sống, cải thiện sinh hoạt của bà con tại xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thời gian qua, các đơn vị trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đem các ứng dụng công nghệ đến với đồng bào. Nếu như trước kia, truy cập Internet tại hai thôn Tà Lan, Giàng Bí, xã Hòa Bắc là vấn đề nan giải, thì giờ đây, với hệ thống đầu thu Wi-Fi miễn phí Đà Nẵng, bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu trong thôn đã có thể truy cập mạng rất thuận tiện, kịp thời cập nhật các thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố, cũng như các thông tin về khoa học công nghệ, phương pháp sản xuất hiệu quả. Dân địa phương này lâu nay là không cập nhật được những chủ trương đường lối của chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt của thành phố của chúng ta. Thì hôm nay có Wi-Fi là xem được những cái hình ảnh nào, rồi cập nhật được những thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước, của thành phố chúng ta kịp thời và nhanh chóng. Những bộ thu phát Wi-Fi này là sản phẩm do Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lắp đặt trong chiến dịch tình nguyện hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với lắp đặt Wi-Fi, Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã trao tặng và lắp đặt 30 bộ thiết bị đầu thu anten TV truyền hình DVB-T2 cho người dân tại xã Hòa Bắc với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Nắm bắt đời sống tại xã Hòa Bắc còn nhiều khó khăn, thời gian qua các đơn vị đoàn thể trên địa bàn thành phố đã chủ động hỗ trợ nhiều giải pháp công nghệ để cải thiện đời sống sinh hoạt cho bà con tại đây. Tiêu biểu vừa qua, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đã vận động cán bộ công chức viên chức và đoàn viên thanh niên đóng góp được 100 triệu đồng xây dựng hệ thống máy lọc nước tinh khiết áp dụng công nghệ RO, đảm bảo cung cấp nước sạch và an toàn cho nhân dân trong thôn. Hồi xưa thì bà con ở đây là chỉ dùng nước tự chảy từ trên suối về, chưa đảm bảo về cái độ sạch. Thì hôm nay là bà con rất là mừng và phấn khởi cái nước này, vừa là đảm bảo dân uống sau này sức khỏe, vừa là học sinh đi học có nơi để là múc nước. Những cái hoạt động mà Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã triển khai thực hiện cũng như giao cho Đoàn Thanh niên khối triển khai thực hiện nhằm giúp cho bà con yên tâm hơn, ổn định về cuộc sống, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần đóng góp cho xã nhà, huyện nhà trong quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như an sinh xã hội. Bên cạnh việc hỗ trợ công nghệ tại xã Hòa Bắc, thành phố cũng khuyến khích bà con nơi đây tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất, khởi nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo ra các giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.